Phật giáo Hòa Hảo. Phật giáo Hòa Hảo là một cái tên rất quen thuộc đối với người dân của miền Nam, đặc biệt là An Giang và các tỉnh lân cận. Ngày nay, người ta thường gọi tắt với cái tên là Đạo Hòa Hảo. Giải thích cho tên gọi Hòa Hảo, các tín đồ cho rằng tôn giáo này được Đức Thầy khai đạo tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, Châu Đốc, ngày nay là huyện Phú Tân, An Giang. Kế thừa pháp môn học Phật tu nhân, từ đạo Bủ Sơn Kỳ Hương của Phật Thầy Tây An. Vì vậy, Đức Thầy đã lấy chữ Phật giáo ghép với tên làng để tạo ra tên gọi là Phật giáo Hòa Hảo. Ngoài ra, còn có nghĩa là hiếu hòa và giao hảo. Hoàn cảnh ra đời của đạo cũng rất đáng được lưu tâm. Đó là vào năm 1939, lúc mà tình hình chính trị ở Việt Nam cũng như thế giới đang chuyển động phức tạp. Ở Việt Nam thì nhiều lần biến loạn, thay già đổi thịt, chịu sự thống trị của Pháp quốc. Tình hình thế giới cũng không khả quan khi đệ nhị thế chiến đang bùng nổ ở châu Âu. Biến cố này đã làm người Việt càng thêm tin tưởng vào khả năng thoát khỏi xiềng xích đô hộ của người Pháp. Vì vậy, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, nhằm ngày 4 tháng 7 năm 1939, Đức Thầy đã đứng ra cử hành lễ đền linh Khú Sơn Trung Thọ Mạng để khai đạo, lấy tên là Phật giáo Hòa Hảo. Với nền tảng từ thuyết tứ ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân tổ quốc, ân tam bảo, ân đồng bào. Trong bối cảnh rối ren của đất nước, ân tổ quốc được đặt lên hàng đầu. Rất nhiều người từ khắp nơi vì nghi ngờ Đức Thầy nên đã tìm tới tận nơi để chứng kiến Thầy chữa bệnh và thuyết giảng. Để rồi họ dần bị thuyết phục và trở thành những tín đồ đầu tiên của đạo Hòa Hảo. Sơ lược về Phật giáo Hòa Hảo. Xuất hiện tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, Phật giáo Hòa Hảo đã nhanh chóng thâm nhập vào đời sống của quần chúng nông dân qua sự truyền bá thần kỳ của Đức Thầy, khiến cho người ta không khỏi giật mình vì chỉ trong vài năm ngắn ngủi, một vị giáo chủ chưa đầy 20 tuổi đã thâu nạp được hàng triệu tín đồ, tạo ảnh hưởng sâu sắc tới vùng An Giang và các địa phương xung quanh thời điểm đó. Với bản tánh hiền hòa, mang trong mình mục đích chấn hưng đạo đức, đơn giản hóa và hiện đại hóa Phật giáo cho gần gũi với người dân hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, lượng tín đồ của đạo ngày càng gia tăng và trở thành phong trào tín ngưỡng mạnh mẽ ở miền Tây. Vừa là cái gai trong mắt người Cộng sản, vừa khiến cho thực dân Pháp bắt đầu lo ngại. Một tôn giáo hiền hòa, nhưng vì lòng yêu nước mà buộc phải thành lập quân đội. Đạo Hòa Hảo nhiều lần gặp phải trở ngại từ các phe đối lập. Đức Thầy từng nhiều lần bị Pháp quản thúc rồi cách ly khỏi địa phương, cấm chữa bệnh hay thuyết pháp. Năm 1947, thì người Cộng sản lại tổ chức ám hại Đức Thầy để thực hiện chủ trương diệt Phật giáo Hòa Hảo. Sau ngày đất nước chia đôi, chính phủ đệ nhất Cộng Hòa lại cho tập kích vào tổ đình và ám hại nhiều người thân cận với Đức Thầy hay Đức ông Huỳnh Công Bộ, thần sanh của Ngài. Đỉnh điểm, từng có thời điểm nhật báo Sài Gòn đưa tin rằng người Hòa Hảo ăn thịt người để giảm uy tín của đạo. Với bản tánh hiền hòa, nên người Hòa Hảo luôn là nạn nhân của chế độ. Ngày nay, khi nhìn vào hiện tượng tôn giáo của Việt Nam, tuy rằng Hòa Hảo vẫn là một tôn giáo lớn với hàng triệu tín đồ, nhưng dường như ngoài người dân An Giang và một số tín đồ sống ở các vùng khác, thì khi nhắc tới Hòa Hảo rất ít ai biết đến. Dù mỗi năm có nhiều lần tổ chức đại lễ với hàng chục ngàn người hành hương mỗi ngày, Đức Huỳnh Giáo Chủ và lịch sử Phật giáo Hòa Hảo. Nói về lịch sử đạo Hòa Hảo thì phải biết người khai sáng đạo. Đó chính là Ngài Huỳnh Phú Sổ, thường được tín đồ gọi là Đức Thầy hoặc Đức Huỳnh Giáo Chủ, vì người ta kiên húy nên không gọi tục danh của Ngài. Đức Thầy sanh vào ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi tại làng Hòa Hảo, là con trưởng nam của Đức ông Huỳnh Công Bộ và Đức bà Lê Thị Nhậm. Thuở nhỏ, Đức Thầy thường xuyên đau yếu nên buộc phải rời ghế nhà trường khi học hết tiểu học. Từ 15 tới 18 tuổi, Ngài không lúc nào dứt được cơn đau,
và không một lương y nào chữa được. Bệnh tình ngày càng trở nặng, Đức Ông tưởng rằng sẽ mất đi đứa con thân thương khi tình hình sức khỏe của thầy ngày càng không khả quan. Mặt mày xanh xao, mất ăn, mất ngủ, lại thêm căn bệnh sốt rét hoành hành. Chỉ trông chờ ngày chết, bởi cả đông y và tây y đều bỏ tay. Nhưng phép màu đã xảy ra. Một hôm, có ánh hào quang chiếu rọi tới ngài. Một thiếu niên đang bệnh nặng, thoi thóp, chợt bừng tỉnh dậy. Da dẻ hồng hào, mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Điểm khác biệt rõ nhất là thần sắc bỗng trở nên trang nghiêm như người từ cõi trời. Tinh thần hoạt bát, hiểu biết mọi lĩnh vực và đặc biệt là thông suốt Phật Pháp. Có người khác thì cho rằng lúc trở bệnh nặng thì gia đình đã đưa ngài lên núi Cấm để chữa trị. May mắn gặp một ông đạo cao tay. Tại đây, ngoài việc được chữa trị, ngài còn được giải sấm giảng Bủ Sơn Kỳ Hương và dạy nghề bóc thuốc nam. Sau khi trở về, cha mẹ tính chuyện chọn cho đức thầy một người bạn đời, nhưng ngài kiên quyết từ chối. Bạn bè tới rủ rê chơi bời, đàn hát, ngài cũng không thích. Sau khoảng thời gian dài trầm mặc thì ngài đã ngộ đạo. Một đứa trẻ mới 15 tuổi mà ngài đã tự nhiên xuất khẩu thành thơ. Cũng chính vì vậy mà sau này, ngài đều dùng thi văn để chuyên chở giáo lý, hóa độ chúng sanh. Người ta cho rằng ngài đã chuyển thế từ Phật Thầy Tây An, bởi lẽ cũng tương tự Phật Thầy và Đức Bổn Sư Ngô Lợi. Ngài cũng chữa bệnh để gây uy tín trong quần chúng và sang kẻ giảng đạo để khuyên mọi người tu hành theo Phật Pháp. Cách chữa bệnh của ngài rất đơn giản, không bắt mạch hay phù chú mê tín dị đoan. Cái cần thiết nhất là người bệnh phải có đức tin. Sau đó ngài sẽ cho uống nước lã, chữa bệnh bằng bông hoa, giấy vàng cùng vài loại thuốc nam rẻ tiền, dễ kiếm. Bên cạnh đó, còn truyền dạy giáo lý qua những bài sấm giảng. Vậy mà, bệnh nặng cỡ nào cũng khỏi. Từ đó, đức tin của nhân dân đối với ngài càng tăng lên nhanh chóng. Ngài tuyên bố mình là đệ tử Đức Phật, biết được quá khứ, nhìn thấu tương lai nên xuống hạ giới để chấn hưng Phật giáo bằng tư tưởng Bủ Sơn Kỳ Hương, cứu độ chúng sanh khỏi sông mê, biển khổ và đưa nhân loại vào vòng hạnh phúc. Đức Thầy đã thực hiện 4 lần đăng sơn, tức là đưa các tín đồ đi viếng các ngọn núi linh thiêng để họ cảm nhận được rằng ngài chính là đấng siêu nhiên, hạ sát phàm để cứu độ nhân loại. Lần thứ nhất là núi Tà Lơn trên đất Miên, lúc này không rõ thời gian. Lần hai là vào tháng 7 năm Kỷ Mão, ngài dẫn ông Đạo Năm đi viếng núi Cô Tô. Lần ba là tháng 8 năm Kỷ Mão, ngài tiếp tục dẫn năm tín đồ đi viếng núi Két, núi Cấm và núi Cô Tô. Lần thứ tư là tháng 1 năm Canh Thìn năm 1940, ngài dẫn ông Ngô Thành Bá viếng Thất Sơn và Tà Lơn. Chuyến đi này được thuật lại trong quyển Dõi Gót Theo Thầy, mà trong đó kể lại những phép màu nhiệm ông Bá đã chứng kiến. Số lượng người ngưỡng mộ tới nghe Pháp đã trở nên quá đông đảo. Ngài tuyên bố mở đạo vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão. Ngài chỉ chữa bệnh trong thời gian ngắn và chấm dứt sau khi mở đạo. Bởi lẽ, việc trị bệnh chỉ là bước đầu tạo niềm tin đối với quần chúng để đưa họ vào con đường tu hành giải thoát. Ngài còn có sứ mạng hoằng pháp độ sanh, cứu vớt sinh linh ra khỏi cảnh trầm luân thời mạt Pháp. Kinh sách của Phật giáo Hòa Hảo chủ yếu là 6 cuốn sấm giảng giáo lý và 253 bài thi văn giáo lý, với nền tảng từ Bủ Sơn Kỳ Hương. Hòa Hảo cũng là đạo Phật, nhưng không thờ tượng Phật, không chuông mọ, không bày vẽ tốn kém trong việc thờ phượng, mà chỉ gói gọn trong 4 chữ: học Phật tu nhân. Với cốt lõi là báo đáp tứ ân. Người tín đồ theo đạo sẽ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thực hiện 8 điều răn của Đức Thầy. Người muốn gia nhập đạo phải tự nguyện, đủ 18 tuổi và được các tín đồ cũ bảo lãnh. Xin phép cha mẹ và cụ huyền thất tổ để quy y. Quy hiệu của đạo có hình tròn, màu già, viền vàng và ở giữa là bông sen trắng với 4 cánh xòe ra. Đạo kỳ của Phật giáo Hòa Hảo màu già, nhiều người nói là màu đỏ đậm, nhưng nhìn bên ngoài thấy giống như màu nâu,
Đây cũng là tấm trần già được thờ trên bàn thờ chủ Phật, tượng trưng cho sự hòa hợp nhân loại. Bên dưới là bàn thờ cụ Huyền và ông bà cha mẹ đã khuất. Trước nhà thì có bàn thông thiên để người tín đồ cảm thông với trời đất. Đạo không quy định cụ thể về lễ phục, nhưng trong những ngày lễ cúng, tín đồ thường mặc đồ đen với khăn đóng đen. Một số người khác thì mặc đồ nâu, thậm chí còn mặc đồ trắng giống như đạo cao đài. Có lẽ là những tín đồ cao đài hành hương về chùa Hòa Hảo. Không được sử dụng bất cứ thực phẩm nào để cúng Phật, mà chỉ cúng nước lã, bông hoa và nhang đèn để thể hiện sự trong sạch, tinh khiết, không lẫn mùi ô uế. Trong bối cảnh khó khăn lúc bị đô hộ, việc hoằng pháp không hề dễ dàng. Ngài liên tục bị pháp khống chế và luân chuyển đi nhiều nơi, không cho kết nạp thêm tín đồ. Vì đi tới đâu, thiên hạ hoan nghênh tới đó, nên tín đồ Hòa Hảo có mặt ở rất nhiều tỉnh thành. Đặc biệt, lúc Ngài lưu trú ở Cần Thơ, người ta tôn sùng Ngài là Phật sống, làm cho pháp phải đưa Ngài tới nhà thương điên, chợ quán. Điều làm pháp không ngờ đó là y sĩ Trần Văn Tâm và bảo vệ của nhà thương đã quy y theo đạo không lâu sau khi chứng kiến phép màu của Đức Thầy. Ngài đã dùng nước lã để trị khỏi bệnh đau mắt của ông bảo vệ, rồi tuyên giảng Phật Pháp cho những doctor trong đó. Ngưỡng mộ Đức Thầy nên họ chấp nhận quy y, trở thành tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Khi Nhật Bổn nhúng tay vào Đông Dương, chúng đưa Ngài về Sài Gòn để tìm dịp kết thân. Hiểu rõ bộ mặt của Nhật, muốn lợi dụng tín đồ của mình, vì vậy Ngài đã đưa ra một lời tiên tri: Nhật Bổn ăn không hết con gà. Đúng vậy, chưa hết năm Dậu, số phận nước Nhật đã được định đoạt. Năm 1946, nhằm muốn tạo sự đoàn kết giữa Phật giáo Hòa Hảo với các nhà ái quốc, mặt khác muốn hòa giải với Việt Minh tại miền Tây, Ngài đã viết bài Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh với nội dung: Hãy tỉnh giấc hỡi muôn ngàn chiến sĩ, mở lòng ra thương nghĩ sanh linh. Đồng bào ai nợ dứt tình, mà đem chém giết để mình an vui. Dù lúc trước nếm mùi cay đắng, kẻ độc tài đem tặng cho ta. Xảy ra nhiều mâu thuẫn giữa Hòa Hảo và Việt Minh. Ta có thể thấy đường lối của Ngài trái ngược hoàn toàn với chủ trương của Cộng sản, nên họ nhiều lần tìm cách ám hại Ngài. Ngày 23 tháng 3 năm 1947, khi đang ghé thăm chiến khu Bình Xuyên, thì nghe hung tin quân đội Hòa Hảo có cuộc đụng độ đẫm máu với Việt Minh ở Cần Thơ, nên Đức Thầy trở về miền Tây để thương thuyết, nhằm mong có hướng giải quyết trong im đẹp để cùng đoàn kết chống thực dân Pháp. Vậy nhưng, sau khi tới vùng Long Xuyên và gặp thanh tra Việt Minh là Trần Văn Nguyên, Đức Thầy đã chánh thức vắng bóng. Người ngoại đạo nói rằng Ngài đã bị Bủ Vinh thủ tiêu. Còn tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì tin rằng Ngài đã thoát thân và rồi sẽ trở về nối tiếp sứ mạng hoằng pháp. Vì sau sự biến đó, tướng Trần Văn Sói và Nguyễn Giác Ngộ có nhận được lá thơ của Đức Thầy nói rằng Ngài vẫn bình an. Người ta gọi đây là biến cố đốc vàng hạ. Kể từ ngày khai đạo cho tới ngày thọ nạn, Đức Thầy đã xả thân cứu khổ cứu nạn đúng 7 năm 10 tháng 12 ngày. Trong đó gần 6 năm chỉ truyền bá Phật Pháp và gần 2 năm chính thức dấn thân cứu quốc. Là thời kỳ vô cùng đen tối, đầy máu và nước mắt. Sự hy sinh của Ngài thực không có bút mực nào có thể tả xiết. Vừa phải đương đầu với thực dân Pháp, vừa phải chịu sự rình rập hãm hại của đệ tam cộng sản. Thánh địa Phật giáo Hòa Hảo là An Hòa Tự và Tổ đình Hòa Hảo là nơi sanh quán của Đức Huỳnh Giáo Chủ, cũng là nơi khai đạo. Tại đây, không có sự phô trương thanh thế, không xây cất đồ sộ, nhưng có một nếp sống an lạc, hòa hợp với không khí đạo giáo. Người Hòa Hảo rất hiền hòa, theo thống kê chánh thức trong đạo là 2 triệu người. Mỗi năm các tín đồ hành hương về An Hòa Tự rất đông đảo, và hai ngày đại lễ là ngày khai đạo 18 tháng 5 và ngày đản sanh Đức Thầy 25 tháng 11 âm lịch. Ngoài ra, đại lễ còn được tổ chức ở các cơ sở của đạo dọc bờ sông Hậu. Nhiều năm qua, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã vận động các chương trình thiện nguyện, tham gia quỹ vì người nghèo và xây dựng nhà cửa cho các hoàn cảnh khó khăn,
với tổng giá trị mỗi năm lên tới vài trăm tỷ đồng. Khi hành hương về thánh địa Hòa Hảo trong các dịp đại lễ, còn cách An Hòa Tự tới hơn 5 cây số, nhưng dọc hai bên đường đã thấy rất đông những tín đồ Hòa Hảo đang đứng chờ người đi đường ngang qua để cho nước, cho bánh và thức ăn chay miễn phí. Người Hòa Hảo thiện lương là vậy, lại thêm bản tánh người miền Tây vốn thiệt thà, chân chất. Càng tới gặp thánh địa, thì số lượng người hành hương càng đông. Ước tính mỗi ngày có hơn 60.000 lượt khách viếng. Xung quanh là các trạm cơm, trạm bánh xèo chay miễn phí, đông nghẹt người. Chẳng có ai bắt buộc họ phải làm như vậy cả, mà đó là tấm lòng, tấm chân tình của người có đạo nghĩa. Ngoài ra, ở thánh địa Hòa Hảo còn có các điểm khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, đặc biệt là tây y hẳn hoi. Với đội ngũ bác sĩ của tỉnh và từ nhiều nơi khác tới, người ta cho thuốc và chữa những bệnh mà người lớn tuổi hay mắc phải như huyết áp, tim mạch. Tặng quà mà còn năn nỉ người ta lấy, thì cả người cho lẫn người nhận đều cúi đầu cảm ơn. Thật là dễ thương và đáng quý biết bao. Mẫu chuyện về Đức Thầy. Từ lúc mở đạo, Đức Thầy đã viết rất nhiều kệ giảng giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi cảnh điêu linh đồ thán, nhẹ nhàng vượt qua tài ách, phát tâm tu hành, ăn ở thiện lương. Các tác phẩm do Ngài biên soạn phần nhiều là văn vần, với thể loại lục bát, song tác lục bát hay thất ngôn tứ tuyệt. Lúc Ngài đang hoạt động bí mật ở Sài Gòn Chợ Lớn, ở trọ một gia đình người Hoa tại Chợ Lớn, có một cô gái, em của chủ nhà rất cảm mến Ngài, yêu quý Ngài bằng tình yêu trai gái trần tục. Không nhận được lòng nên chủ động bộc lộ lời yêu thương. Cô gái ấy hỏi rằng, Ngài chưa từng biết yêu hay sao? Ngài liền trả lời, có chứ, yêu rất nhiều là khác. Rồi sau đó xuất khẩu thành thơ, sáng tác một bài thơ vừa để khước từ, vừa để cảm hóa. Cho tới tận sau này, không chỉ riêng tín đồ Hòa Hảo, mà bất cứ người yêu thi ca nào cũng biết, thậm chí là một số Phật tử cũng ưa thích. Hay thầy Thích Pháp Hòa ở hải ngoại cũng từng đem nội dung bài thơ để giảng trong một buổi vấn đáp. Và ở trên đời này, hễ cái tình nào mà còn có dính mắc là tình có đó có đau khổ. Cho nên ngày xưa mà Đức Quỳnh Phú Sổ ở bên Phật giáo Hòa Hảo vậy, ôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khắp má hồng. Nếu khắp má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Một bài thơ vừa hay vừa ý nghĩa, là một cách từ chối khéo nhưng không khiến cho người khác buồn lòng. Học Phật, tu nhân, báo đáp tứ trọng ân. Có thể nói rằng Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo gắn liền xuyên suốt với công cuộc chống giặc ngoại xâm của miền Nam. Dù nhiều lần trải qua khổ ải bởi các thể chế chánh trị, nhưng tới ngày hôm nay đạo vẫn tồn tại, vẫn hiên ngang với những tín đồ trung thành, thậm chí còn thu hút nhiều người ngoại đạo tìm tới. Dù ít nhiều, thông tin về đạo cũng bị bưng bít. Những tưởng rằng đạo chỉ ngót nghét 84 năm, nhưng thực tế, nền tảng của đạo đã có từ năm 1849, đó là năm khai đạo của Bửu Sơn Kỳ Hương. Vốn dĩ ban đầu, video này sẽ dài hơn nữa, nhưng nhận thấy rằng chỉ gói gọn trong một video là sẽ khiến quý khán thính giả khó tiếp thu do nội dung quá dài. Nên theo dấu dày show, rất mong sẽ nhận được nhiều góp ý của quý tín đồ trong đạo cùng quý khán thính giả của kênh, để kênh có thể tiếp tục hoàn thiện hơn và lên tiếp những bài sau sẽ nói cụ thể hơn về Phật giáo Hòa Hảo. Xin cảm ơn và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, và xin hẹn gặp lại sau.